Những sự kiện văn hóa nghệ thuật sôi động trên khắp cả nước đã và đang diễn ra sẽ được chúng tôi giới thiệu đến quý vị ngay sau đây. Mở đầu là những giây phút đầy hào hứng và sôi động của giới trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh với Đại nhạc hội sáng tạo thành thị. Đại hội sáng tạo thành thị Urban Fest vừa thu hút đông đảo giới trẻ tham gia tại công viên 23 tháng 9 Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một ngày hội nghệ thuật đa màu sắc với nhiều thể loại trình diễn mang đậm chất đường phố như vẽ graffiti, hip hop, trình diễn ánh sáng, nhảy hiện đại và các tiết mục âm nhạc sôi động. Tất cả đã tạo nên một bữa tiệc tràn đầy năng lượng và cảm hứng cho giới trẻ. Hello, chương trình tôn vinh giá trị văn hóa vẻ đẹp Việt Nam vườn ra biển lớn vừa được tổ chức ấn tượng tại Hà Nội. Đêm diễn là sự kết hợp tinh tế của nghệ thuật sắp đặt, âm nhạc dân gian và trình diễn hai bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam. Đó là bộ sưu tập sen vàng với những thiết kế cao cấp đỉnh đá quý và giác vàng thủ công, cùng bộ sưu tập quốc kỳ 36 nước trên thế giới để lại ấn tượng khó quên cho khán giả. Bất chấp mưa lớn, đông đảo khán giả vẫn đến cổ vũ cho các ca sĩ trong đêm nhạc vẽ tiếp ước mơ tại sân vận động quân khu 5 thành phố Đà Nẵng. Suốt 3 tiếng đồng hồ, dàn sao trẻ như Sơn Tùng MTB, Tóc Tiên, Olysi đã cùng cháy hết mình với các bản hit quen thuộc theo 4 chủ đề tương ứng với chặng đường 4 năm đại học, tạo nên một món quà ý nghĩa dành tặng các bạn sinh viên tại Đà Nẵng. Một vở múa đương đại mang tên Trầm Cảm vừa được giới thiệu đến khán giả Thành phố Hồ Chí Minh tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory quận 2. Suốt 30 phút, các nghệ sĩ đã dùng chính bộ phận cơ thể thay cho cọ vẽ để chuyển tải cảm xúc đến với công chúng. Từ trải nghiệm của chính mình, họa sĩ Nguyễn Ngọc Đăng đã tạo nên dự án Winter Series nhằm giúp cho người rơi vào trầm cảm được bộc lộ bản thân và cảm xúc thông qua hội họa. Chào mừng tuần lễ APEC 2017, một triển lãm tranh mang chủ đề sức sống mới vừa được giới thiệu đến công chúng tại số 8 Hùng Vương, thành phố Huế. Triển lãm trưng bày 20 bức tranh nghệ thuật của các họa sĩ trẻ, thể hiện sự thay đổi trong cuộc sống hiện đại nhưng không đánh mất giá trị truyền thống của người phụ nữ Á Đông. Khán giả còn được thưởng thức nghệ thuật trúc chỉ và các xếp giấy kirigami đặc trưng của xứ Huế. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình toàn cảnh 24 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn gửi về địa chỉ email toancanh24giờ@gmail.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18 giờ 30 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV9. Còn bây giờ thì Phụng Yến và Quang Quý xin thân ái chào tạm biệt.